Trời ơi, wow, sau một ngày lầy lội sáng hôm sau nè các bạn. Morning, morning. Chị mình phải dậy sớm nè. Nấu bánh canh. Nấu bánh canh gà hả chị Năm? Wow, giặt văng quá. Nhìn hấp dẫn không? Chặt để lên dĩa đẹp quá. Bánh canh này nguyên theo. Ủa sao phải ngâm bánh canh vậy chị Năm? Nấu nước cho dị ngâm. Ồ, cho nó ướp á hả? Ướp giống như ướp vậy hả? Đúng rồi. Wow, cái gì mới vậy? Chiêu này hay nè nha. Ủa vậy mà đó vậy em? Đâu biết. Đó vậy em đâu có biết đâu. Cái bánh canh này dễ luộc ra thôi. Nhưng mà ủa mình ngâm nước ấm hả chị Năm? Nấu lên luôn. Nấu lên. Nấu lên cho nó được nó hơi, đừng có sôi bột quá. Ừ. Đúng rồi đó. Xin lấy tôm ra lột gì nè. Bỏ lên bánh canh cũng hấp dẫn lắm nè. Có gà có đồ nhìn hấp dẫn. Đâu cái nồi quạt vào cái nồi bánh. Trời ơi. Wow ngon vậy. Có cẳng gà, có mề nữa. Wow, mề này ba thích ăn này ta. Chúc bà dậy sỉnh rồi, ngủ rồi. Wow. Nước trong veo luôn, cái nồi bánh canh mà nước trong veo luôn. Wow. Ăn mà Ngọc thích cái nước nó trong gì nè mới ngon nè. Về Việt Nam ăn ăn với là chơi không à Năm, sướng dễ sợ. Ở Mỹ làm gì có tiện thời gian mà vậy mà ngồi ăn chơi người ta gồm đó mà rờm. Ủa ở đây có cái nồi bánh canh nhỏ nhỏ qua vậy. Wow, qua nhậu quá, hôm nay ăn bánh canh chay luôn thiệt. Bởi vậy mà chị mình nhậu cũng cừ lắm nha. Gì nữa của mình nè, gì đây, gì mà sàn 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 hoài vậy, nấu lên ăn đi, sàn hoài, nấu ăn đi sàn hoài, nay đi dám bỏ trọng nhà gan, thôi chưa Ngọc chưa ăn đâu, sớm quá, chút nữa đi, giờ mới có 6 giờ sáng chứ nhiêu, ở Mỹ là không bao giờ mà 6 giờ sáng mà dậy đâu á, mở mắt của Ngọc là 8 giờ. Ừ, đúng rồi. Để Ngọc cho các bạn coi tàn cuộc của ngày hôm qua nha. Trời đất ơi, ta nói nhậu say sùm trời đất. Mà ta nói trang trí rồi. Ngọc kêu ở Việt Nam, bây giờ là mùa mưa. Thì thôi làm ở trong nhà đi. Không chịu, mấy cháu, mấy em nói ở ngoài đây có cái hồ bơi đẹp quá. Cho nên nó ra hồ bơi làm chơi. Trời ơi, văng bong bóng đồ này kia nọ làm bong bóng gì đâu. Mấy tiếng đồng hồ. Các bạn coi cái cổng bong bóng của Ngọc đẹp không? Đây chữ Happy Birthday đàng hoàng luôn. Tự mấy cháu của Ngọc, mấy em của Ngọc làm á. Đẹp hết sảy không? Làm dễ thương không? Đẹp lắm. Nói chung là dễ thương. Mà mưa ướt nhẹp hết luôn này, các bạn thấy ướt nhẹp không? Trên bong bóng cũng ướt nhẹp nè. Làm không được gì luôn. Đây là tàn cột một chút dọn dẹp. Tại vì mà nhà villa của người ta mà mình phải dọn dẹp sạch sẽ lại cho người ta chứ. Chù. Chút cái nghe cái bùm nổ các bạn. Ghê không? Đẹp dễ sợ không? Mọi người là định là ra đây chụp hình ăn uống ở đây nè, barbecue gì tùm lum á, mà gió cuột mưa đúng là trời không có chiều lòng người, mà thiệt là đau lòng mà. Hãy subscribe.
Bông bóng quậy quá trời quậy luôn. Oh my god, thank you.
Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn nha, cùng đi chơi với Ngọc ở Việt Nam nha các bạn. Bye bye.